Mọi người biết đây là gì không ạ? À? Santorini Santorini Đây là một uh, hòn đảo vô cùng xinh đẹp và rất là nhiều người muốn đến um, Bức ảnh này nó gợi cho mình điều gì ạ? Dạ. Nơi này là anh Linh cầu hôn em ạ à. Anh Linh cầu hôn em? Dạ. Anh Linh chịu chơi quá Rồi <laughs> yeah. một chuyến đi đến Santorini này không rẻ yeah. Vì sao lại có ý định uh, chi mạnh cho cái vụ cầu hôn này vậy? Mình phải làm cho cái độ uh thành công nó cao nhất có thể xác suất cao nhất yeah. nhưng mà cô ấy đã đồng ý đi với anh đi uh -huh. du lịch xa như vậy thì thường là phải chịu rồi thì mới đi chứ Không, chưa chắc đâu Quát. vậy hả? Ừ. với lại mình phải để sau này mình nhớ lại thì ừ. một cái một cái không gian rất là đẹp đặc biệt nhưng mà lúc đó là tại vì là mới quen đâu mấy tháng thôi mà tại vì là mình cũng có tuổi rồi, á, mình muốn uh, chốt đơn cho nó sớm. Vì <laughs> ở nhà nên đã xin phép ừ. bố mẹ là ba mẹ của Duyên rồi, ừ. đã đồng ý rồi. Ừ. Và Diên không biết gì hết. Nên ừ. khi mà đi châu Âu, thì nên đã mua nhẫn, nên mua hết tất cả mọi thứ chuẩn bị. Coi như là một cái ekip wifi mà chụp hình ở ừ. bên Santorini luôn. Wow, anh ừ. đầu tư vậy luôn á hả? Đấy và khi mà cầu hôn là hết sức bất, bất ngờ đối với yeah. Nhiên không em nghĩ là cô ấy phải đoán được linh tính không. <laughs> em không biết gì luôn tại vậy như vậy là, là cái khả năng giấu của anh rất cao <laughs> tại lúc đó là đi châu âu để mà đi qua quay mv à. thì nên có nói là ok mình sẽ đi santorini luôn rồi đó quay đẹp lắm thì uh, lúc mình bên Hà Lan á cái sân bay qua santorini á tới cái ngày đó mà nó định cầu hôn á anh nói ok em mặc cái đồ đẹp nhất của yeah. em em không có mang đồ à, em mang mấy cái đồ này thôi em tưởng ở đây nó nó lạnh thôi em em có mấy cái đồ thể thao vậy thôi hết à. À, trời đất ơi mà lúc đó là buổi sáng nhau là năm giờ sẽ cầu hơn thì nó à, chết rồi vậy bây giờ phải đi mua đồ hả à, em không muốn đi đồ mua đồ đó em mặc gì em quay vài, vài cảnh nhà được rồi không phải dắt đi mua đồ mà ở đó thì là tiệm quần áo hả toàn là mấy cái đồ gì? rất là kỳ cục nó siêu rộng và đặc biệt là cho những người mà đi du lịch á và nó không có một cái đồ gì đẹp trời đi hết tiệm này với tiệm nọ cho xong rốt cuộc là thôi về lại khách sạn thì tới giấy giờ rồi đến khách sạn những người để quay phim á thì họ đứng đó, họ cầm cái kim bồ họ đừng đứng để quay phim có xong Duyên á ủa tụi này nó tới nó quay quảng cáo hay là gì á à, không biết nó à, chắc dễ chắc quay quảng cáo cái xong đi về cái 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 villa á. thì cái người đi theo cái xong nhìn cái nhìn đằng sau ủa hey, cậu đi theo mình á ở ở trong quay mình á xịt kỳ á à, không không có gì đó thì, chắc là họ cần hình ảnh để những người đi du lịch để mà họ bỏ với cái video đó hả giống giống như kiểu vlog em dễ tin quá ha à. không nói gì em cũng tin đấy cái xong đến cái cái phòng là một cửa đang mở là nó có mấy cái uh, lá cánh hoa hồng hoa hồng dẫn, đây, đây, dẫn. Đợt, đến đợt này em ở sẽ đây, kể, đây, em kể mở ra là hai bên cánh hoa hồng dẫn lên cái cầu thang em mới bảo là chết rồi hay là kiểu người ta biết mình là nghệ sĩ nên là người ta Đúng kêu 16. mình quảng cáo ừ. kêu mình quảng cáo thôi em không làm quảng cáo đâu rồi dẹp 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 mấy cái này đi không làm đâu không làm xa xa lại thấy ông camera ở đằng sau ông đang đi ừ. theo thật ừ. thôi 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 thôi, thôi xem xem anh linh kiểu lúc cái mặt ta kiểu <laughs> mặt cắt không giần máu kiểu hơi tái tái bảo chứ là nhớ đâu là em không đồng ý hay là em dẹp hết cái này sao sau anh linh cứ bảo là thôi đi lên cầu thang tại vì lúc đấy là sẽ làm sân thượng đi lên cầu thang xem bên trên nó có cái gì thôi 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 đừng làm cái này kỳ lắm tại vì lúc đấy là hai hai vợ chồng vẫn còn đang giấu mọi người chưa công khai uh, nên là em là hạn chế tất cả những cái gì mà kiểu bị mọi người biết ạ? À? Lên đến nơi thì có một cái bàn trắng như này xong mà có chai rượu hai cái ly Em vẫn nghĩ là quảng cáo Thôi anh ơi, không quay đâu Xong rồi tự nhiên thấy đi lên có hai anh camera đang đứng ở đấy Thôi thôi thôi, thôi đang lúc đấy là kéo tay đi xuống rồi Thôi thôi, đi xuống, đi xuống, đi xuống Xong rồi cuối cùng là thôi, em vào đây, em vào đây có cái này hay lắm Bắt đầu mới... Chết rồi Sao cái này là như nào? <laughs> Lúc đấy thì anh nó bắt đầu cầm hai tay nói nói một hồi nhưng mà trong đầu em mà chết rồi chết rồi. Cái này phải có hôn không? Chết ừ. rồi em sao giờ? <laughs> Ủa, là lấy chồng hả? Là sao? Em chưa chuẩn bị tâm lý. Em chưa, tại vì lúc đấy là mình mới có quen nhau được có mấy tháng thôi. Ừ. Tại vì thực ra em cũng chưa nghĩ là lập gia đình. Trong khoảng trước 30 em sẽ lấy chồng. Em chưa chưa sẵn sàng tâm lý như thế. À, xong rồi cuối cũng anh linh nói một hai mươi câu anh nói gì thật ra lúc đấy trong đầu em nó cứ bay 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 em cũng không nghe anh nói anh gì nói luôn anh, mình... anh nói à uh, mặc dù mình quen nhau chưa lâu uh, mình mới quen nhau thôi nhưng mà anh uh, rất là thương em cho nên là anh đã chuẩn bị hết mọi thứ hôm nay để anh muốn hỏi câu hỏi này cái gì đó Đẹp khá vậy cái xong nó quỳ xuống lấy cái nhẫn ra là mặt của gì này là không biết đang vui hay là đang bị sốc hay là gì á thật sự là duyên lúc đó là không có chuẩn bị tâm lý mà em nên làm bất ngờ quá mà Mặt em đúng trong đầu em chỉ chết rồi chết rồi chết rồi sao rồi sao rồi chết rồi chết rồi nha 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 chết rồi chết rồi đúng ý hà hay không không hay chết rồi chết rồi chết rồi, chết rồi. xong cuối cùng anh linh nắm hồ hồ em đồng ý làm vậy anh nhé sao chết rồi chết rồi <laughs> không nói ra tiếng đâu, chỉ cái gạt đầu thôi á chỉ có người đầu thôi. Nhưng mà rõ ràng anh là một cao thủ trong việc sắp đặt và đưa người ta vào một cái thế là không có đường đuôi á. Và lúc đó thì... à là mặc luôn cái bộ đồ mà... Được rồi. Được rồi. Tại vì mình thì mình mặc vest này kia, ừ. tại vì mình nghĩ là ok, lát nữa chụp hình nó phải đẹp. Mà bà này mặc không có liên quan gì luôn. Một cái váy, rồi một cái áo. Xong, đi, thao, dây xong đi dây thể thao. Xong mấy trận đấu em còn đeo cái kính. <laughs> Cho nên là khi mà những cái hình này mà được up lên mạng, ai cũng mặc gì đôi kỳ á Không, gì có chuyện để nói, mình sẽ nhớ về cái khoảnh khắc đó Đúng không? Sau khi mà nhận lời xong á, về hoàng hồn trở lại á Thì em có cảm thấy á, đắng đòi, lần tăng trước cái cuốn say yes của mình hay không? Chỉ trong vòng vài giây, chết rồi chết rồi chết rồi Thì trong đầu em xẹt 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 là à, Từ hồi quen nhau đến bây giờ chưa cãi nhau lần ừ. nào, chưa chia tay chia chân mỗi ngày rất là vui thế cho nên là nếu như mà không đồng ý thì rất là tiếc ừ. mà đồng ý thì vẫn vui thế là chơi rồi chơi rồi chơi rồi gật 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 <laughs> <laughs> rồi như vậy là lúc đó là chốt kèo sau ừ. đó thì bao lâu về mình đám cưới ừ, đúng rồi. Halloween tháng 10 thì tháng 11 là là em anh linh, linh bắt đầu công khai ừ. trên báo chí là kiểu hai người đang quen nhau ừ. thì lúc đấy là chốt kèo rồi thì mới công khai với mọi người bảy tháng sau là cưới cứ... như thì... vậy thì cái tin tin đồn phim giả tình thật đã ừ. thành hiện sự thật, luôn anh vâng